đó. Rồi, xin chào các bạn. Bây giờ chúng tôi di chuyển bằng xe dép lên cửa rừng và đi chinh phục thác K50 nha các bạn. Bye. Trục trặc một xíu là xe chúng tôi bị sự cố nha các bạn, nhưng có thể khắc phục được. Các bạn vui lòng đợi trong giây lát nha. Tối nay chúng ta sẽ biểu diễn một đêm duy nhất ở K50. Kết thúc hành trình đi xe công nông thì bây giờ chúng tôi chuẩn bị setup đồ để chuẩn bị leo đi bộ nhé các bạn. Quãng đường chúng tôi trekking khoảng tầm 2 km, khoảng tầm độ 5 km nữa. Và bây giờ là tiết mục chia cơm. Mỗi người một chén, một bị cơm và một đôi đũa và một cái muỗng. Nước ai nước nha. Nước con nước qua lấy nước nha. Ai chưa có? Ai chưa có nè. Có nước không? Ai chưa có qua lấy nước. Bạn nào cầm giùm mình cái. Hôm nay đi với đoàn tôi là có anh Sắt nha các bạn. Anh là người Bana. Anh hướng dẫn chúng tôi đi lên check-in thác K50. Có tên gọi của người Bana, người ta gọi khác nữa nhưng mà tôi rất là khó khó đọc. Tên Bana gọi là gì anh? Takay Bakayai. Anh đọc lại giùm em. Takay Bakayai. Một cái tên nói chung là cũng khá là khó nhớ các bạn. Hiện tại tôi đang tiến sâu rừng già nha các bạn. Trên vai tôi là hai cái ba lô bằng gấp. Tôi nặng 62 kg và đây cả hai cái ba lô là 35 kg. Một chặng đường còn khá đó, khá là dài nha các bạn. Nào di chuyển tiếp nè. Cái này là linh chi đen đây nha các bạn. Một loại nấm cũng thuộc dạng rất là hiếm. Đây là nấm linh chi đen. Ở khu vực rừng bên con chưa răng thế này thì rất rất nhiều nấm linh chi đen nha các bạn. Quay cận cảnh cho các bạn xem cái
đặc điểm của cái nấm linh chi đen nha. Ở dưới nó thì nó có màu trắng thế này nè, thì và phía mặt trên thì nó có vân thế này. Cái nấm nó rất là chắc là chì nhé, cỡ này là có thể thu hoạch được rồi đó. Linh chi đen họ gọi là linh, có một tên gọi khác là linh chi cổ cò. Tôi hái một ít vì cái này đã đủ tuổi thu hoạch rồi, những cây con thì tôi không hái, nhưng cây này thì ok rồi. Tôi hái một ít về để ngâm rượu nha. Bên á, bên các bạn để ý nè, khi muốn phân biệt được cái linh chi đen này hay gọi là cái nấm linh chi của cò thì các bạn chạm nhẹ vào phía dưới của nó sẽ có màu đỏ như thế này nè, các bạn thấy chưa? Đấy, chạm nhẹ thế này nó sẽ xuất hiện cái vệt đỏ giống như là máu vậy đó. Cái này về ngâm rượu thì uống cực kỳ tốt nha, có thể là sắc nước uống. Bạn nào không thích uống rượu thì có thể là sắc nước uống nha. Trước mắt tôi là đường dẫn ra thác K50 nha các bạn. Kỳ này tôi trở lại thác K50 này là lần thứ 3 rồi. Và kỳ này tôi có mang theo đầy đủ các thiết bị quay 4K, có cả Leicam nữa. Tôi sẽ review lại toàn cảnh K50 cho các bạn xem nhé. Đồ hùng vĩ và đồ đẹp của K50 như thế nào nhé. Và xin chào, tôi đã trở lại K50. Lưới mà. Cá rất nhiều nha các bạn. Tí xíu nữa tôi sẽ thả lưới ở đây. Và dưới kia là dòng thác nha các bạn. Nước này là đổ xuống chỗ khu vực thác dưới kia. Bây giờ là anh em chúng tôi thả lưới nha các bạn. Ở dưới suối này rất nhiều cá niên nè. Anh em chúng tôi thả lưới kiếm một ít cá để tối nay nướng ống tre nhé. Nước chảy. Cá nhiều đúng không? Rồi, thả đây. Nhiều cá anh. Theo quan sát của chúng tôi thì dưới này rất nhiều cá nha các bạn. Khả năng là tối nay chúng tôi ăn cá. Còn 2 ký con này cũng được. Ăn no cá đây. Làm kéo lên khoảng 5 ký cá là ngon anh nha. Lần này mình không có mang chài theo anh. Chài nặng lắm hả? Mà lưới như thế này là cũng ok rồi mà. Lưới này không ổn rồi.